À, em chào các bạn nhé, em vào chương trình. Em hôm nay đi hái thuốc thì em thấy một cây thuốc nhưng mà em lại không lấy các bạn ạ. Tại vì nó không phải là em đào xuống rồi nhưng em thấy nó không phải cây đó thì em không lấy. Nhưng mà em cũng giới thiệu cho các bạn. Tại vì là đây, đây các bạn thấy này. Đây là cái, đây là cái lá già của nó rất là to, đẹp. Đây, cái lá non của nó đây. Em đào lên rồi, em đào lên một tí rồi nhưng em thấy nó cũng, cây này nó cũng khá to đây này, có mấy thân này nhưng mà em thấy nó không đỏ lắm thì em sẽ không lấy. Em đào rồi nhưng em thấy nó đỏ lắm thì em không lấy. Đây các bạn đã nhận ra gì chưa? Đây gọi là cây kim cang các bạn nhé. Cây kim cang này. Cây kim cang này. Cây kim cang nó có họ hàng với lại cây khúc khắc. Cây này thì dùng nó cũng rất là tốt, dùng trong việc dùng trong bài thuốc xương khớp với lại bài thuốc bồi bổ cơ thể. Đặc biệt là các bạn bị chấn thương, bị sập ngã hoặc các bạn nào mà gầy gò uống yếu thì dùng cây kim cang này với lại cây khúc khắc. Hai cây này đều dùng được như nhau. Tuy nhiên là cây kim cang này nó không có nhiều như cây khúc khắc đâu. Cây khúc khắc thì có nhiều. Mà cây khúc khắc thì nó chỉ có một thân duy nhất thôi, nó không có nhiều cây nhiều thân như cây kim cang. Tuy nhiên cây kim cang này thì em phải dùng cây đỏ cơ. Cây nó hơi trắng trắng này thì em sẽ không dùng. Cây kim cang thì nó cứng hơn. Nó cứng hơn cây khúc khắc. Tuy nhiên là vẫn kết hợp với nhau để dùng được. Đặc biệt cho dùng trong cái bài thuốc mà các bạn bị gầy gò ốm yếu ấy các bạn ạ. Còn em thì bị gai gai của cây rẻ, cái hạt rẻ rừng ấy nó chọc cho. Hôm nay thì em đi sớm quá các bạn ạ. Đi sớm quá cho nên là hai bạn hậu vệ không đi cùng mà em ở tận tít trên kia xuống thì tối om chả thấy cái gì cả luôn. Em không nhìn thấy cái gì cả. Đi vào trong cái khe như này thì không nhìn thấy gì cả. Đến đây thì em thấy có một cây kim cang em lên em đào. Nhưng mà nó lại là cây ấy. Nó lại là cây nó lại cây là cây trắng. Nó lại là cây trắng các bạn ạ. Cái đường cái thì ở dưới kia. Hôm nay thì em ở gần đường đây. Đường cái ở ngoài kia. Đây các bạn vừa nghe thấy tiếng xe người ta trôi xuống đi mới giật mình. Thì cây trắng thì em lại không lấy. Các bạn, như các bạn biết là cây này nó họ hàng với cây khúc khắc thì nó bồi bổ cơ thể, nó bổ máu, nó lọc máu, nó rất là tốt. Đây, còn cây là ở đây này có khá nhiều cây thiên nhiên kiện đây này các bạn. Rất là đẹp đây, nhìn thấy đẹp chưa? Đây cây thiên nhiên kiện này. Thiên nhiên kiện thì các bạn cũng biết rồi, thiên nhiên kiện thì để dùng để ngâm rượu xoa bóp và ngâm rượu để uống. Tuy nhiên là người ta ít uống thiên nhiên kiện lắm, người ta chỉ ngâm rượu để xoa bóp thôi. Cái này với lại cây chè dây thì là một vị thuốc dùng để xoa bóp chè rừng đấy, cây sói rừng ấy. Xoa bóp này, ở đây có khá nhiều cây thiên nhiên kiện, tuy nhiên thì em không lấy đâu các bạn ạ. Em không lấy. Đây thiên nhiên kiện, đây thiên nhiên kiện thì em không còn lấy. Ở đây thì cũng không xa đâu, xa nhà em thì xa thật nhưng mà ở gần đường cái thì nó lấy đơn giản, lúc nào lấy thì tiện thì lấy. Đây này. Bạn nhìn thấy đây, nhìn thấy rừng này. Đi tìm mà vẫn đi tìm thuốc, em vẫn đi tìm thuốc như mọi khi. Nhưng mà hiện tại thì cũng có chưa được cái gì nhiều đâu. Chả được cái gì đâu, chưa được, chắc là xuống đây để tìm cây wasabi gai. Wasabi gai thì ở dưới này chắc là có cây, để đào đây. Hoàng tinh bé này. Thực ra cái hoàng tinh tìm rất là khó các bạn ạ, không có đâu. Em đi suốt mà không thể có. Em dặn người ta lấy người ta cũng không có. Tại vì nó không có nhiều. Nó không có nhiều, tìm nó khó. Các bạn phải biết là buổi sáng này, ở trên kia xuống nhưng mà nó tối ấy, không nhìn thấy gì luôn. Nó khó. Nó khó nhìn cây thuốc, nó khó phát hiện cây thuốc lắm các bạn ạ. Rất là khó phát hiện cây thuốc để em xuống đây xem. Đây thì có cây ngũ gia bì gai này. Đây, ngũ gia bì gai, nếu mà nó có đá như này thì nó sẽ có ngũ gia bì gai. Em cũng hết ngũ gia bì gai rồi, chắc là em xuống đây em tìm để xem có cây nào to to thì em đào lấy ít củ nó về để dùng. Cây ngũ gia bì gai thì như các bạn biết đấy, nó rất là tốt cho tim, cho bệnh tim. À cái gì nhỉ, để em giới thiệu
cho các bạn một cây thuốc nhá, xem bạn nào mà biết thì bạn nào mà xem xong là biết là cây thuốc này nó có tác dụng gì thì các bạn báo cho em, bởi vì là hôm nọ em thấy có một bà bảo là lấy cây này về, lấy rễ của cây này về. Lấy rễ của cây này về dùng. Nhưng mà em thì chưa bao giờ lấy rễ của nó. Đây các bạn. Em thì chỉ lấy nó về gói bánh thôi. Em gọi là cây lá xanh. Lá xanh để cho vào nồi bánh chưng, cho bánh chưng xanh ấy. Nhưng mà hôm nọ em thấy một bà thì bảo với em bảo là bác của bà ấy thì làm ở bệnh viện, nhưng mà về hưu rồi. À, làm bệnh viện hay làm công an em cũng không nhớ nữa. Nhưng mà về hưu rồi thì có bảo bà là đi lấy cây này về để rễ của cây này về để đun uống. Thì em thấy bà mang lên cho em, nhưng mà thực ra thì em không biết, em không biết cây này. Tại vì là các bạn biết không, không phải là ai cũng biết hết cây thuốc đâu đúng không ạ. Em chỉ biết cây này là mang về làm bánh. Thì từ trước tới giờ thì vẫn lấy cái lá nó về làm bánh này. Cây này em gọi là cây lá xanh. Khi mà mình luộc bánh chưng ấy thì mình sẽ lấy cái lá nó thả xuống, thì luộc bánh chưng ấy thả xuống thì cái bánh nó sẽ xanh và không bị thiêu, không bị ôi. Còn cái rễ của nó dùng để làm gì thì em không biết. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây, các bác thầy thuốc ấy ạ. À? Các bác thầy thuốc mà đăng ký kênh của em rồi ấy. Các bác thấy cái cây này, biết cây này là dùng để làm gì thì các bác comment ở dưới bảo cho em nhá. Em gọi là cây lá xanh dân tộc ấy. Tiếng Tây là co bơ kheo. Mang về để làm bánh thôi. Chỗ em thì có khá nhiều cây này. Chị em thì có khá nhiều cây này. Nhưng em chưa dùng rễ nó để làm thuốc bao giờ. Nhưng hôm nọ em thấy bà lên bà ấy, bà bảo cho em bảo là lấy cái này. Thì thật sự là em không biết, thì em không biết tư vấn gì cả. Em chỉ bảo là cây này cháu chưa dùng thôi. Cũng đúng thật đúng không ạ? Cây nào mình không biết thì mình sẽ nói là không biết. Không phải ai cũng biết hết cây thuốc đâu ạ. Cây thuốc thì hầu như là nếu mà hệ gia truyền ấy thì chỉ biết mấy cây cơ bản thôi. Như em thì em còn học em thì còn học lại rất là nhiều, em đã chịu khó học rất là nhiều, em nghiên cứu rất là nhiều sách để học về cây thuốc ấy. Còn bình thường như là của ông để lại thì có ít cây lắm các bạn ạ, có ít cây lắm, không có nhiều cây đâu, có mấy cây cơ bản thôi. Đi vào rừng thì chui thế này thì rất là khó. Đi vào đây thì nếu mà nhìn ở trên thì sẽ thấy lá thuốc, còn nhìn ở dưới thì sẽ có ngọc cũ. Nhưng mà mắt không thể được nhìn được nhiều như vậy, không để đào đi đào lại được nhiều như vậy các bạn ạ. Phải chui rúc nữa. Đây, ở đây có một dây mộc thông này. Cái dây mộc thông này. Đây, cái dây mộc thông này là khi nấu cao thì phải có cái dây mộc thông này này. Suối, khe suối ở bên này thấy chảy bao mà. Thật sự vừa đi vừa cầm điện thoại vừa nói với lại. Vừa nhìn thế này thì thật sự rất là khó nhìn các bạn ạ, rất là khó nhìn luôn. Vậy thôi em chào các bạn nhé, em chỉ giới thiệu cho các bạn mấy cây thuốc vậy thôi. Em còn chui vào trong rừng ấy thì thật sự em đi chui đi thế này thì khó, rất là khó đi và khó nhìn luôn. Nó mệt hơn nhiều. Khi vào vừa nhìn cây thuốc và vừa nói chuyện với các bạn thì nó sẽ khó nhìn hơn rất là nhiều. Với lại hôm nay đi thì hai bạn hộ vệ không đi cùng thì nó khá vắng các bạn ạ. Chui nó cũng phải cẩn thận. Bình thường có hộ vệ đi theo thì nó sẽ dễ dàng hơn. Vậy thôi em chào các bạn nhé. Em tắt máy đây. Em tắt điện thoại đây.